Đã nhiều năm nay, dưới chân núi Phù Sa Lai Leng, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, người Mông luôn quen với hình ảnh một già làng đi hết bản này sang bản khác để vận động đồng bào thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước. Đó là già làng Lầu Và Tu. Ông còn được đồng bào gọi với cái tên trìu mến là Bố Tu. Là một xã vùng biên khó khăn của huyện Kỳ Sơn, với diện tích trên 90 km2, Nậm Càn có 7 bản, 300 hộ dân và hơn 2.800 nhân khẩu. 100% người dân là đồng bào dân tộc Mông. Tỷ lệ hộ nghèo ở đây còn cao. Hơn 60 năm sống ở đất Nậm Càn, già Lầu Và Tu thấu hiểu từng tấc đất con người ở đây. Trăn trở từ khi còn là cán bộ, ông đã tự đọc, tự học, rồi đi các địa phương khác tìm hiểu để về chỉ bảo cho dân bản học cách làm lúa nước, cải tạo vườn tạp, trồng rau, chăn nuôi thêm gia súc gia cầm. Đến nay làm lúa nước ở Nậm Càn không còn xa lạ với người Mông nữa. Trong các bản cũng đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế theo hướng trang trại cho thu nhập khá. Chúng tôi lên đây đã được một năm, bò thì đang ít, còn riêng lợn thì đã có 17 con. Hướng tới, chúng tôi sẽ chăn nuôi trâu bò lợn gà tốt hơn để bán nuôi con ăn học. Bố Tu là một người già làng. Hôm nay bố đưa chúng tôi đến đây xem trâu, bò. Bản chúng tôi từ năm 2008 đến nay đã quy hoạch khu vực này để chăn thả trâu bò, lợn gà và thấy trâu bò, lợn gà phát triển tốt. Đối với người Mông ở Nậm Càn, thì già Tu như một người thân trong nhà. Ông luôn nỗ lực hết mình để cùng đồng bào vượt qua khó khăn. Cùng với các cán bộ vận động nhân dân thực hiện tốt lối sống văn minh, bỏ đi những hủ tục lạc hậu. Nắm bắt tình hình, nếu thấy những điều chưa hợp lý, thì góp ý cho đồng bào để chỉnh sửa. Trách nhiệm với đồng bào, bản làng và với những tấc đất biên cương, nên già Lầu Và Tu đã được người Mông tín nhiệm từ lâu nay. Ngay từ khi còn là chủ tịch xã, thì già Tu đã luôn tận tâm với mọi công việc của làng, của bản. Với cái ý thức trách nhiệm là một người cao tuổi, một người cán bộ đảng viên lâu năm và nghỉ hưu tại địa bàn, thì đồng chí tiếp tục phát huy được cái ý thức vai trò trách nhiệm người đảng viên, đồng viên cán bộ chiến sĩ đơn vị phối hợp với bà con dân bản trong xây dựng địa bàn, trong quản lý bảo biên giới, thì thực sự là một tấm gương mà cán bộ chiến sĩ văn phòng cũng như là bà con dân bản trong địa bàn đồng quan hết sức là tôn vinh. Hình bóng của già Tu đậm sâu trong núi rừng vùng biên Nậm Càn, Kỳ Sơn. Trong quá trình phát triển giao thoa giữa cũ, mới, các vùng miền, ông vẫn thường xuyên khuyên các thanh thiếu niên người Mông nên giữ lấy bản sắc của mình. Những giá trị văn hóa tốt đẹp của người Mông cần lưu giữ để khỏi bị mai một. Bản thân tôi thì yêu cầu bây giờ là phải tập trung và chỉ đạo bà con nhân dân là phải phát triển về vấn đề là chăn nuôi là một này, thứ hai là phải trồng rừng, trồng ngô và trồng các cái loại cái là nhãn này để như thế nào để cho bà con tập trung xóa đói giảm nghèo. Những tình cảm và uy tín của già như rễ cây to lan rộng và bám chắc trong cộng đồng người Mông ở Nậm Càn. Chính những tình cảm yêu bản làng đó của già Tu đang ngày càng đưa Nậm Càn trở thành điểm sáng của vùng biên trong phát triển kinh tế xã hội ở Kỳ Sơn.